Dù thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 thành phố, số ca F0 cộng đồng những ngày qua tăng mạnh, vượt cả F0 trong khu phong tỏa, trong đó nhiều nhất là quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú. Thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết trong buổi làm việc trực tuyến với các quận huyện và thành phố Thủ Đức ngày 16 tháng 8, tỷ lệ F0 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc, trong khi đó trong khu phong tỏa chiếm 41%. Theo báo cáo của ngành y tế, trong ngày 16 tháng 8, đa phần F0 phát hiện trong cộng đồng với 1.769 trường hợp, chiếm 53%. Đây là lần đầu tiên số ca trong cộng đồng tại thành phố cao hơn số ca đã được cách ly kể từ ngày 9 tháng 7. Theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 từ ngày 14 đến sáng ngày 17 tháng 8, số F0 được phát hiện trong cộng đồng tăng mạnh tại quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh. Tại quận 8, trong ngày 14 tháng 8, tỷ lệ ca F0 trong cộng đồng chiếm gần 77% so với tổng số ca mắc chung. Đến ngày 15 tháng 8, tỷ lệ này tăng vọt lên đến 85%. Ngày gần nhất ngày 16 tháng 8, tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm hơn 76%. Còn tại quận Bình Tân, trong ngày 14 tháng 8, tỷ lệ số F0 qua tầm soát cộng đồng và bệnh viện chiếm 58%. Hai ngày sau, ngày 16 tháng 8, tỷ lệ này tăng lên 68%. Riêng tại quận 1, sau nhiều ngày ghi nhận hàng chục ca cộng đồng thì đến ngày 16 tháng 8 có đến 142 ca cộng đồng và trong bệnh viện, chiếm gần 80% tổng số ca được phát hiện trong ngày, 178 ca. Quận 1 cũng là địa phương vừa phát hiện ổ dịch dân cư mới tại đường IS Xanh, phường Cầu Ông Lãnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải thực hiện nghiêm tinh thần ai ở đâu ở đó, tuyệt đối không để xảy ra giãn cách xã hội theo hình thức hoặc ngoài chặt, trong lỏng.